And và cứ như thế cờ ra tốt rơi xuống địa ngục. Dòng sông sờ tích đang vẫy gọi phía dưới. Dòng chảy của nó đủ mạnh để có thể đưa một con người khỏe nhất về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhưng với cờ ra tốt, anh ta chưa có ý định an nghỉ. Anh ta muốn sống để trở về trái đất và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Buông tàu ra đồ ngu. Ngươi sẽ kéo tàu cùng xuống cái dòng sông bị nguyền rủa đó đấy. Có một nhiệm vụ đang chờ tôi ở trên kia. Tôi phải hoàn thành nó. Lại là anh nữa sao?
tốt đấy à. Và nó không phải là quá sớm. Tôi chỉ vừa mới hoàn thành xong việc đào bới được một lúc trước thôi. Ông là ai thế? Giờ đó là một câu hỏi thú vị đấy. Nhưng lúc này thì anh phải nhanh lên. Athens cần anh. Nhưng làm sao ông biết được tôi? Athena không phải là vị thần duy nhất dõi theo anh đâu, sợ Patan. Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình cờ ra tốt, và những vị thần sẽ quên đi tội lỗi của anh. Cờ ra tốt đã trở lại, nhưng đã quá muộn rồi. Ares đã chiếm được Athens.
không còn hy vọng gì nữa rồi, không còn hy vọng gì nữa. Kratos đã vượt qua vùng sa mạc của những linh hồn lạc lối, vượt qua những cái bẫy chết người trong điện thờ Pandora và tự mình trốn thoát khỏi Hades. Nhưng vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa. Zeus! Ông có nhìn thấy con trai mình có thể làm được gì chưa? Ông đã ưu ái Athena, nhưng cả thành phố của ông ta đã bị phá hoại trước mặt tôi. Và giờ, ngay cả một Pandora cũng là của tôi. Would you have ông có muốn tôi dùng nó để bản thân chống lại đỉnh Olympus không? Trở ra tốt. Quay trở lại thậm chí là từ cõi chết sao? Đây là thứ tốt nhất ông có thể làm sao, ông bố? Ông cử một người chết đến để hạ tôi sao? Hạ một vị thần chiến tranh cơ à? Sau hàng nghìn năm, hộp Pandora cuối cùng đã được mở ra. Sức mạnh của các vị thần được giải phóng. Ngươi vẫn chỉ là con người thôi. Có ngày ngươi còn yếu như con gián, ngươi đã cầu xin ta cứu sống mạng sống của nhà ngươi đấy. Tôi đã không còn là người đàn ông đã thấy ngày hôm đó. Con quái vật mà ông tạo ra quay trở lại rồi đây, để giết ông. Ngươi không biết thế nào là một quái vật thực sự đâu, trời ra trời. Mặt cuối cùng của ngươi đây. Chuẩn bị đoàn tụ với gia đình ngươi đi. Đấy là điều tốt nhất ngươi có thể làm sao? Hãy
Nhưng ngươi đã thua rồi, sợ thua tay. Đấu tranh để chống lại ta đi, sợ tha tay. Ngươi đang cầu xin cái chết để đồ con người. Ngươi đã thử độ kiên nhẫn của ta sao? Ngươi không phải là một chiến binh đâu. Ngươi có cảm thấy sự giận dữ trên đôi song đao đó không trở ra tốt? Đấu tranh để chống lại ta đi, sợ tha tay. Ngươi đang cầu xin cái chết để đồ con người. Ngươi đã thử độ kiên nhẫn của ta sao? Ngươi không phải là một chiến binh đâu. Ngươi có cảm thấy sự giận dữ trên đôi song đao đó không trở ra tốt? Đấu tranh để đánh lại ta đi, sợ tha tay. Vì ngươi đang cầu xin cái chết lấy đồ con người. Ngươi đã thử độ kiên nhẫn của ta sao? Ngươi có cảm thấy sự giận dữ trên đôi song đao đó không về ra tốt? Ngươi không phải là một chiến binh đâu. Ngươi đã thử độ kiên nhẫn của ta sao? Hãy đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên đôi song đao của mình đi, cờ ra tốt. Ta đã chỉ ngươi rất nhiều cách để giết một con người, cờ ra tốt. Thịt thì đi đốt, xương thì bẻ vụn. Nhưng phá vỡ tinh thần của một người đàn ông thì điều đó đích thực là sự hủy hoại dành cho hắn. Ngươi có nhận ra nơi này không, sợ ba tan? Cái nơi thất bại vĩ đại nhất của ngươi. Có thể ở đó có cơ hội để ngươi có thể hoàn trả lại cái chết từ quá khứ đấy. Cơn ác mộng đã ám ảnh cờ ra tốt trong 10 năm nay giờ đây đã hoàn toàn có thể sửa đổi lại nội dung. Quá khứ đó đang đứng trước mặt anh ta. Kratos! Chuyện gì thế? Chúng ta đang ở đâu đây? Ôi trời ơi! Cái này có thể là thật sao? Bố ơi, Ares,
Không có thứ gì ông có thể cản tôi được đâu. Tôi sẽ cứu gia đình của tôi. Giờ ra tốt đã làm được cái điều tin tưởng. Anh ta đã cứu được gia đình của mình. Làm ơn mang bọn em về nhà đi. Ông đã thấy chưa, thần chiến tranh? Ông đã lấy họ đi một lần rồi, nhưng ông sẽ không bao giờ có lại họ lần nữa đâu. Ngươi không thể cứu được họ đâu, cỡ ra tốt. Ngươi đã từ bỏ họ vì nhiệm vụ dành cho sức mạnh tối thượng. Sẽ có một cái giá phải trả cho tất cả những thứ ngươi đã có được. Không phải với cái giá đó. Tôi không muốn họ phải chết. Không có cái giá nào là quá cao cho những gì ta trao đổi. Và ngươi đã cướp từ ta, cướp từ một vị thần. Giờ thì ngươi sẽ không còn sức mạnh nữa. Không phép thuật
tất cả những gì ngươi còn lại là cái chết. Không, không, không phải lại thế nữa chứ. Ngươi nên tham gia với ta cờ ra tốt. Ngươi nên trở nên mạnh hơn nữa. Thần linh ơi, cuộc đấu chưa kết thúc. Các vị thần có vẻ đã gửi một món quà cuối cho cờ ra tốt. Tôi vẫn còn đồng minh ở trên đỉnh Olympus Areta. Và giờ ông sẽ được thấy tôi mạnh thế nào. Chính ta là người đã cứu ngươi trong cái thời gian mà ngươi cần ta nhất. Tôi không quên điều đó, Ares. Tôi nhớ cách mà ông cứu tôi. Đêm đó, ta đã cố để biến ngươi thành một chiến binh vĩ đại nhất. Ông đã thành công rồi. Cờ ra tốt đã làm được điều không tưởng. Một con người đánh bại một vị thần. Ares đã không còn nữa. Thành phố đã được cứu và sẽ phát triển trở lại. Điều tương tự sẽ không đặt lên cờ ra tốt, vì anh ta đã tìm được cách dựng lại tâm hồn của mình với sự giúp đỡ của các vị thần. Sự thật đã được tiết lộ cho anh ta. Athena, hãy loại bỏ ký ức vẫn đang ám ảnh tôi đi. Anh đã làm rất tốt cờ ra tốt. Mặc dù chúng tôi rất buồn vì cái chết của anh trai chúng tôi, các vị thần nợ anh rất nhiều. Chúng tôi hứa là tội lỗi của anh sẽ được tha thứ. Và nó sẽ như vậy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hứa rằng sẽ lấy đi cơn ác mộng đó. Không một người nào, không một vị thần nào có thể quên được một thảm kịch mà anh đã làm. Cho đến cuối cùng, anh ta biết được rằng ảo giác trong quá khứ đó sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta. Cờ ra tốt nhận ra anh ta đã được ăn một cú lừa khi đang nhìn ra ngoài biển Aegean. Các vị thần trên đỉnh Olympus đã bỏ rơi mình. Giờ chả còn hy vọng gì nữa rồi. Và cứ như thế, cờ ra tốt lao mình xuống từ ngọn núi cao nhất trong tất cả những ngọn núi ở Hy Lạp. Sau 10 năm sống trong sự dày vò, 10 năm sống quanh những cơn ác mộng, nó cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Cái chết hẳn là thứ giúp anh ta có thể thoát khỏi sự điên rồ này. Nhưng có vẻ số phận của cờ ra tốt không như vậy. Các vị thần đã có kế hoạch khác. Được kéo lên như một chiếc lông,
Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. Và đặt chân tại nền đất vững chắc. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Tự mình đi tự vẫn. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. Của anh ta phải bị dừng lại. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Nó sẽ dẫn anh đến phần thưởng tối thượng của mình. Bên dưới bạn có thể thấy một thanh gươm nhuốm máu mà Kratos đã dùng để giết Ares, vị thần chiến tranh. Trận chiến của anh đã kết thúc rồi, Kratos. Hành trình của anh đã kết thúc rồi. Hãy bước vào Olympus và vị trí của anh là ở cùng đẳng cấp với các thần. Bạn đang nhìn vào bộ xương mà bạn đã đánh bại. Kratos. Bạn cuối cùng đã được giải thoát khỏi sự phục vụ điên rồ của vị thần chiến tranh.
đây là ngai của vị thần chiến tranh, hãy ngồi vào đúng nơi mà bạn xứng đáng thuộc về. Và kể từ thời điểm đó trở đi, xuyên suốt khoảng thời gian đó, bất cứ khi nào con người ra ngoài để chiến đấu vì chính nghĩa hay kể cả cho những điều ác độc, họ cũng sẽ luôn bị một con mắt theo dõi bởi một người đã đánh bại một vị thần. Họ đã được thúc đẩy bởi cờ ra tốt. Một con người được biết tới là vừa mới trở thành một vị thần chiến tranh. Thời gian và sự cống hiến của bạn để nỗ lực vươn tới thời điểm này là xứng đáng để ăn mừng và nhận phần thưởng. Nhưng tôi có thể làm gì đây cờ ra tốt, đưa ra một người dũng cảm và có kỹ năng như anh sao? Khi mà tôi vừa mới đặt chân lên cái ngai vàng của mình trên đỉnh Olympus, tôi nhận ra một căn phòng không thể xuyên qua nó ngoại trừ tôi. Ngay cả chúa tể giúp cũng không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng anh đã biết nó như một bí mật rồi đấy. Nó chứa đựng linh hồn của bản thân Ares, linh hồn của chiến tranh, linh hồn của sự thù ghét. Tại sao nó lại được cất giữ ở đây chứ? Nó có thể sử dụng để làm gì đây? Có thể tôi nên dùng nó khi tôi cuối cùng đã hoàn thành sự trả thù lên ông ta. Câu trả lời sẽ được trả lời vào lần khác. Hãy coi mình như một đặc ân đi kẻ phàm trần. Nhưng giờ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa. Tôi sẽ trở lại.
Cờ Ra Tốt sẽ còn trở lại.